Lưu ý khi thi công hô vít thang máy. Xin chào mọi người, hôm nay hãy cùng em Lộc của EC tìm hiểu về những lưu ý khi thi công hô vít thang máy nhé. Thi công hô vít thang máy là một phần quan trọng trong việc xây dựng thang máy, cần đảm bảo đúng kỹ thuật để đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng. Dưới đây là một số lưu ý khi thi công hô vít thang máy. 1. Chuẩn bị khảo sát mặt bằng kỹ lưỡng để tránh đất nền yếu, mảnh đất ngầm. Bản vẽ kỹ thuật cần chi tiết và đúng chuẩn. 2. Kích thước và độ sâu. Hô vít phải có kích thước và độ sâu phù hợp với loại thang máy, thường là từ 1,2 đến 1,5 m. 3. Hệ thống thoát nước, phải lắp đặt bơm thoát nước tự động để ngăn ngập nước, nhất là ở khu vực có nước ngầm. 4. Gia cố và chống thấm, dùng thép, bê tông chất lượng và vật liệu chống thấm để đảm bảo độ bền và không bị ngấm nước. 5. Bảo dưỡng và kiểm tra và bảo dưỡng hô vít định kỳ, đảm bảo không bị đóng nước hay hư hỏng trước khi lắp thang máy. 6. An toàn lao động, đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình thi công, rào chắn và thiết bị bảo hộ. 7. Phối hợp với nhà cung cấp thang máy. Thi công hô vít cần tuân thủ đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà cung cấp thang máy để việc lắp đặt diễn ra suôn sẻ. Xin mời mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này nhé. Nếu cần tư vấn về xây dựng và có nhu cầu thi công nhà trọn gói, mọi người hãy liên hệ với em theo số điện thoại 033 756 9554. Lộc Mai GIC, cùng bạn kiến tạo ngôi nhà đẹp.